cái gì vậy bà nội? Ghê gớm. Oh my god. Khá là bất ngờ với cả cách chơi chiêu của Lan Khuê ngày hôm nay. Thâm như đôi môi của cô ấy vậy. Yeah, sảy xuống chào mấy ông có thật tưởng. Lan Khuê, 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 được ra nha. Rồi em né Khuê em ra rồi sao? Khoan, mọi người. Khoan, Khuê được ra. Cái gì trong tay em, chắc trong tay em. Khuê, làm gì? Hai bạn rất là đẹp, không có gì để phải bàn cãi luôn. Ngay từ lúc camera chiếu đến hai bạn là ở ngoài này tất cả dàn Super Mentor đã phải wow lên. Các bạn có gương mặt đẹp, đẹp theo từng cách riêng của hai người nha. Và khi mà các bạn tìm đồ trong kia cũng vậy, rất là bình tĩnh. Ra đây quá rất là slay. Lần đầu tiên thấy Lan Khuê lúng túng đó nha. Này khó bộ. Anh sẽ không có nhận xét về chuyên môn đâu, nhưng mà anh chỉ muốn dành một cái lời khen ngợi cho Như Vân thôi, bởi vì em là thí sinh thu hút anh nhất trong xuyên suốt chương trình từ đầu tới giờ. Em cảm ơn anh. Em có một sự đằm thắm quyến rũ. Em có một cái sự quyến rũ nhưng mà ở cái lứa tuổi nhỏ hơn. Và nó có một cái độ nổi loạn, một cái độ unique. Và hai cái vẻ đẹp rất khác nhau. Nếu có chọn ngay thời điểm này thì chỉ là chọn dựa trên cái cảm nhận của mình mà thôi. Chứ còn về phần thể hiện thì rất là khó so sánh. Chị... thích cái sự nổi loạn hơn, cho nên là chị nghiêng về phía em. Cái điểm mạnh mà em có mà em hơn chị Như Vân, tức là em là một gương mặt sáng và một gương mặt mới. Em trẻ và em có nhiều năng lượng. Lúc nãy có hai thí sinh, chị không biết lựa chọn ai bởi vì cả hai bạn đấy đều không xứng đáng. Nhưng bây giờ hai bạn này đều hoàn toàn xứng đáng và chị rất là mong muốn cả hai bạn đều đi vào trong. Nhưng nếu chỉ được lựa chọn một thì theo tiêu chí của chị và cái gu của chị, cũng như chị cũng thích cái message của Như Vân ấy, thì Vân có thể là sẽ là một trong những cái hình mẫu mà để cho những người mẹ mà luôn cảm thấy không tự tin vào bản thân mình, họ biết cách làm sao để phải tự tin vào bản thân mình. Đó chính là khi mình có ý thức gìn giữ và tập luyện thì hai con hay ba con nó không thành vấn đề. Chị và em là minh chứng ha. Và chị sẽ chọn Như Vân trong vòng thi này. Em cảm ơn chị. Vậy thì hiện giờ tỷ số đang là 1-1. Khuê, cho em chọn sau cùng được không? You, what's your choice? You two are so amazing. We have to be very critique. So I'm thinking along of the line as, okay, the different challenges that you in the show that we'll have to go, do to compete. And so in the future, who will sell more? Who will advertising be more interested to hire? You have a young, funky vibe, but you, classic beauty, you can do skincare, hair products, you've got a beautiful face, makeup. So you're more limited because of your look. You could make more money with her, basically. I really want both of you in, but if I have to pick one, I'm going to pick with the one who will make the most money, and that's you, honey. Thank you. Chị rất là thích Vân, nhưng mà sẽ đụng màu sắc trong tim của chị, nên là chị sẽ chọn bên Tường Vân. Em hơi khó tin một chút xíu, còn hơi lân lân không biết chưa về kịp. Nhưng chị nhớ không lầm thì Tiến, dược sĩ Tiến có một cơ hội rất là quyền lực để cứu được một thí sinh. Nhưng mà đằng sau vẫn còn... Khoan em, khoan, bình tĩnh nè. Người khác thì nợ Hương Giang, nhưng hay để Thanh Hằng nợ dược sĩ Tiến và thể giúp được Như Vân hay không. Vì màu sắc này chương trình rất cần. Cái chúng ta đang hướng đến là the new mentor, please. Mọi người biết lý do tại sao hồi nãy đáng lẽ em chọn nhưng mà em không chọn, em đợi em chọn sau cùng không? Sao vậy? Vì em nhiều chiêu lắm luôn á. Tại vì á... Chờ cái gì đấy? Em thấy là Như Vân có tiềm năng, nhưng mà cái xác suất để Như Vân á ngày mai Big Team mà chọn em nó không có cao. Ủa tôi chết rồi. Cho nên á, bây giờ á em nhớ là dược sĩ Tiến. Dược sĩ Tiến còn một cái nút cứu đúng không? Thì bây giờ cái xác suất của tất cả mọi người sẽ đều như nhau. Có thể là dính em một lần nữa. Có thể là dính tất cả mọi người. Và mọi người không ai có thể được chọn nữa. Cho nên em sẽ chọn Tường Vân. Trời đất ơi, Khuê ơi. Em chỉ muốn khóc thôi nhưng mà hay là em không muốn khóc. Như là tại vì em chiến thắng bản thân. Khoe ơi, có
coi như bây giờ là cái thí sinh tiềm năng này là cơ hội chia đều tất cả mọi người, không ai có thể giành được. Trời ơi, khoe ghê gớm quá. Cái gì vậy bà nội? Ghê gớm quá. Oh my god. Khá là bất ngờ với cả cách chơi chiêu của Lan Khuê ngày hôm nay. Thâm như đôi môi của cô ấy vậy. Cho nên bây giờ mình chơi xổ số đi nè. Em biết anh Tiến thích Như Vân nè, bây giờ mình chơi xổ số đi. Thôi chết rồi. Chị Hằng nợ em. Đó. Không không, xí xí xí. Nè, nhà sản xuất mà cầm mấy cái này không có tin tưởng nha mọi người. Đưa cho em. Nhà sản xuất cầm mấy không có tin tưởng. Không, khoe khoe khoe. Khoe khoe. Thực ra nha. Rồi em né của em ra rồi sao? Khoan mọi người. Khoan khoe thực ra. Cái gì trong tay em, chắc trong tay em. Khoe. Sao tự dưng thành cái chợ vậy mấy má? Không sao, một tập có một lần đi chợ không vấn đề. Lên viên mà Như Vân mong muốn có phải là chiều không hả à, không? Em đừng có trả lời gì cả Vân ạ, em không cần phải trả lời. Trả lời đi em, trả lời đi, không sao hết. Câu trả lời thành thật nhất của em đó là khi mà em signed up cho cái form thì em đã chọn chị Hà bởi vì model feeling. Em có linh cảm về như là một người mẹ với chị. Thì đó là cái linh cảm đầu tiên của em. Và em chọn không hề suy nghĩ và không plan gì cả. Nhưng mà khi đến đây, sau khi một ngày chờ đợi dài và những cái mọi thứ nó lại khác đi, dạ em có nhiều cái suy nghĩ khác hơn. Và em nghĩ là em sẽ nghe theo trái tim của mình. Nhưng bây giờ trái tim của em nó không quyết định được. Dạ. Bàn tay em quyết định tất cả đấy. Bây giờ là định mệnh. Oh my god. Bây giờ god. Là cơ hội chúng ta ngang nhau thôi. Oh nha. My goodness. Thôi đi, đi trời. Này nhiều thì nhiều khi này thì nhiều khi vẫn là Hà Hồ thì sao, định mệnh. Mời Vân. Rất là bất ngờ, Vân cũng nổi da gà tại Vân nghĩ là wow, thật sự là rất là định mệnh luôn rồi, không còn gì để chối cãi nữa, không còn gì để đắn đo nữa rồi. Có cái gì đâu em, cái năng lượng giống nhau nó hút vào nhau thì không gì đâu. Wow. Chúc mừng em, hy vọng là cảm xúc của em vẫn giữ nguyên là muốn về đội của chị nhá. Oh my god, nó hơi nổi da gà luôn á, unbelievable luôn á. Khuê à, người tính không bằng trời tính nha Khuê. Chị cảm ơn chiêu của Khuê để cuối cùng Vân về đội của chị. Vậy thì xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Đình Như Vân, bạn đã được vào thẳng team của Hà Hồ. Xin chúc mừng Bùi Tường Vân, bạn đã được chọn để bước tiếp vào vòng trong. Chúc mừng cả hai bạn.